Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 11b đến câu 17. Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật, có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm, khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ, Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Quý vị và các bạn thân mến, khi nữ tu Teresa Calcutta sang Liên Xô xin mở trụ sở bác ái, Ngài đã gặp các vị lãnh đạo chính quyền và đã được đồng ý nhanh chóng. Tuy nhiên, khi mẹ Teresa xin cho có linh mục tại những trụ sở đó, thì các vị lãnh đạo đã ngần ngại. Mẹ Teresa giải thích: Nguồn sức mạnh của các nữ tu chúng tôi là do mình máu Thánh Chúa. Nhờ mỗi ngày được rước mình máu Thánh Chúa, nên các nữ tu chúng tôi có sức hy sinh quên mình để phục vụ những người nghèo khổ. Do đó, cần phải có linh mục để mỗi ngày dâng thánh lễ và cho chúng tôi rước lễ. Mẹ Teresa và các nữ tu là những người đã cảm nghiệm được lời Chúa phán khi lập bí tích thánh thể: Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sống muôn đời. Hôm nay, lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta tạ ơn vì tình yêu bao la của Đức Giêsu khiến Người chịu chết vì chúng ta, và trước khi chết đã ban mình và máu Người làm lương thực nuôi linh hồn chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nhận thấy sự giảm sút lòng sốt sắng của chúng ta đối với việc dự lễ và rước lễ. Có khi chúng ta thờ ơ với lương thực quý giá mà Chúa đã ban. Chúng ta bỏ mất biết bao ơn ích do việc rước lễ mà nhiều người đạo đức đã rất quý chuộng và nhiều người khao khát. Chúng ta hãy cố gắng để đáp lại tình yêu của Chúa mỗi ngày. Trước hết là những người làm cha mẹ, làm ông bà. Hãy nhắc nhở và khuyến khích con cháu mình thường xuyên tham dự thánh lễ và rước lễ sốt sắng. Mỗi khi dự lễ và rước lễ, chúng ta hãy cố gắng sốt sắng. Đừng làm một cách máy móc theo thói quen, nhưng hãy đặt hết tâm tình vào đó. Đây là tâm tình của một người đã biết cách dự lễ và rước lễ sốt sắng. Mỗi thánh lễ, tôi lại cảm thấy có điều gì đó cần thống hối cách đặc biệt. Mỗi thánh lễ, tôi lại thấy mình muốn đặt lên đĩa thánh một chút cố gắng riêng tư, đau khổ, mơ ước, thao thức. Tôi không tham dự thánh lễ với hai bàn tay trắng, nhưng với lễ vật là chính cuộc đời tôi. Trong mỗi thánh lễ, lời Chúa lại tác động lên tôi. Những lời nói đã nghe nhiều lần nhưng vẫn luôn mới mẻ. Mỗi lần rước Chúa là một lần tôi nhớ rằng Người đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho tôi, và tôi cũng phải trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em tôi bằng việc chia sẻ và hy sinh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu, là lương thực trường tồn của chúng con. Xin ban ơn giúp sức để chúng con đừng bao giờ từ chối rước Chúa hoặc thờ ơ trước Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tìm đến Chúa là nguồn sống đích thực của chúng con, dù cuộc sống đầy vất vả, bận rộn và nhiều lo toan. Amen.